Mày nhảy cẩn thận đi, tao cứ eo ọt đi. Đàn ông con trai nhảy cẩn thận lên. Tao biết rồi, mày cứ tập trung quay đi. Ok ok, lại nhá. À, mày nhảy lùi lùi lại tí. Nhảy lùi lùi tí. Để làm gì? Sao lại phải nhảy lùi? Ừ, tao nói thì cứ nhảy đi. Cái gì? À, lùi tí nữa. Đúng rồi. Tí nữa đi, đúng rồi. Này. Này, cái tên bên thế này làm gì tao đi hả? Ôi, cô không phải đâu. Tôi không cố ý. Tôi xin lỗi. Này, ngay thì giải thích này. Giữa ban ngày ban mặt ấy, thế mà lại dám sở soạn xong rồi làm cho đối bại như thế hả? Sao cô dám đánh bạn tôi? À, cái này là có phải hai người cố tình giở mấy cái trò biến thái ngoài đường đúng không? Anh ấy là anh nhìn thấy tôi ở đằng xa xong rồi anh bảo anh này cố tình lùi vào người tôi sẽ đâm trúng tôi chứ gì? Mày cố tình có đúng không? Không, không phải tại tao đâu. Thôi, mày ở lại, tao đi trước. Này, mày chạy đi đâu đây? Cô. Tôi xin lỗi bởi vì là chúng tôi đang quay video mà chẳng may chạm phải đùi cô. À, không phải. Mà là chúng tôi đang quay video chẳng may tôi va phải người cô mới đúng. Tôi xin lỗi cô nhiều. Ai ui. Trời, tội trêu gái này. Này. Này, cô quá đáng vừa thôi chứ. Ai ui. Này Long, mày xem video mày sờ đùi gái à, tràn lan trên mạng rồi à. Tại mày đấy, cái thằng dở hơi này nó cũng được. Sao lại tại tao được? Mày sờ đùi con gái nhà người ta, có phải tao đâu. Tự nhiên mày làm như thế, bây giờ tao mất hết cả hình tượng chủ tịch rồi lãng tử đẹp trai của tao rồi đấy. Có chơi thì có chịu, ai bảo mày cứ thích cá cược làm cái gì. Tao đã bảo rồi, cái đội bóng của mày ấy không thắng được đâu. Mà vẫn còn thích cá mới trả cược. Thôi, giờ chịu phạt đi. Đúng là tự sức phạm bản thân mà. Ê Long, kia có phải là cô gái hôm trước không nhỉ? Đúng cô ta rồi. Vụ hôm trước cô ta dẫm chân tao, giờ vẫn còn đau đây. Để ngày hôm nay tao sang bên đấy cho cô ta một bài học. Con điên đấy, sao mày dám hả? Sao lại không dám? Mày muốn chết à? Này, mày là thằng nào mà xen vào chuyện của tao? Tôi là ai không quan trọng, nhưng nếu anh còn động tay động chân phụ nữ nữa, đừng trách tôi ác đấy. À, ra ngoài nói chuyện tí nhỉ? Cô không sao chứ? Tôi không sao, cảm ơn anh. Cô có nhận ra tôi là ai không? Làm sao mà tôi không nhận ra được anh cơ chứ? Mà tôi cũng muốn xin lỗi anh vì tôi đã hiểu nhầm anh chuyện hôm trước nhá. Cô chỉ định xin lỗi xuông tôi thôi à? Chầu bia hôm nay sẽ thay lời xin lỗi của tôi, coi như là tôi hết nợ với các anh nhá. Ok, vậy coi như từ ngày hôm nay tôi và cô là bạn của nhau nhá. Được rồi, thế chúng ta sẽ cụng ly với nhau để thay cho lời xin lỗi và chúc mừng cho tình bạn này. Yeah. Mà chuyện vừa nãy cô có thể tâm sự cho tôi nghe được không? Cái tên Thiện đấy á, thật ra trước đây hắn tạo cũng là bạn của tôi. Bạn của cô mà sao lại? Kể ra thì dài dòng lắm, nhưng mà nói tóm lại là hắn ta đã lừa tiền tôi 500 triệu lận. Anh có biết ý, là tôi đã phải tốn bao nhiêu thời gian mới có thể tiết kiệm được từng đấy tiền. Thế mà tôi quen với hắn ta mất hết luôn. Trời ơi, số tiền lớn như vậy, thế mà cô lại để cho anh ta lừa. Thì thế nên là người ta mới nói tham thì thâm đấy. Cậu ta bảo tôi là phải rót vốn đầu tư vào cái cổ phần gì đấy của công ty FVM ấy. Tôi nghe nói là nó cũng đang lên giá, nên là tôi bỏ hết tiền vào trong đấy. Xong rồi cái kết ấy là mất cả chì lẫn chài. Anh thấy rồi đấy. Công ty FVM á? Ừ, đúng rồi. Tại vì hắn ta bảo với là tôi là cổ phiếu đang tăng giá, nên là tôi cũng ham quá, đổ hết tiền vào trong đấy. Đến cuối cùng thì tôi mất hết rồi đấy. Tôi hiểu vấn đề rồi. Thôi, cô rút kinh nghiệm, lần sau đừng mang tiền đầu tư mạo hiểm như thế. Cũng may tôi có một chút kiến thức, tôi sẽ giúp cô điều tra vụ này. Thật á? Thế tốt quá. Tôi cảm ơn anh trước nhá.
Cô bình tĩnh. Bình tĩnh nghe tôi nói và đừng dùng vũ lực được không? Anh, tại sao tôi với cả anh lại ở trên giường với nhau như này chứ? À? Này, bây giờ làm sao tôi biết được? Đêm qua cả hai đều say như thế. Tôi không nhớ nổi. Bọn mình ngủ với nhau ở trên giường như này, tức là đêm qua hai đứa đã xảy ra chuyện gì với nhau rồi à? Cô đừng ảo tưởng nữa. Anh, à! Tôi nói cho anh biết, có phải là tất cả mấy cái chuyện này là do anh bày ra, sau đó là anh gài bẫy tôi để cho tôi mắc mưu và để cho anh sàm sỡ tôi đúng không? Tại anh đúng không? Đúng rồi, tất cả là tại anh. Anh trả lại cho tôi đi. Làm gì bây giờ? Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy? Mẹ, lần này tôi với anh coi như là xong rồi đấy. Long, nói cho mẹ biết chuyện gì đang xảy ra trong ngôi nhà này. Mẹ ơi, mọi chuyện không phải như mẹ nghĩ đâu. Với cả con với cô ấy chỉ là bạn của nhau thôi ạ. Thằng mất dạy, tao nuôi cho mày ăn học từng này rồi, bây giờ mày làm ra cái chuyện đấy, mày định chối bỏ trách nhiệm à? Cháu yên tâm, có bác ở đây bảo vệ cho cháu rồi. Thằng con này của bác mà chối bỏ cháu ấy thì nó nhừ đòn với bác. Bác ơi, chắc là bác hiểu nhầm rồi ạ. Thật ra cháu với cả anh Long không có mối quan hệ gì đâu ạ. Thôi, con không cần phải bao che cho nó. Hai đứa đã qua đêm với nhau như vậy rồi, thằng con này của bác nhất định phải có trách nhiệm với con. Đúng không hả con? Vâng ạ. Vậy là từ bây giờ bác đã có con dâu rồi. Thời buổi này yêu nhau, ở với nhau là chuyện bình thường. Bác không quá khắt khe đâu. Vì thế hai đứa cứ thoải mái nhá. Bác ơi, nhưng mà cháu với cả anh Long không phải là người yêu của nhau đâu ạ. Thôi, con không cần phải nói nữa. Hai đứa cứ tự nhiên đi. Bây giờ bác có việc phải đi trước nhá. Này, anh đúng thật là vô dụng mà. Con mồi ngon như thế mà để tuột mất. Em cứ bình tĩnh đã. Kiểu gì anh chả có cách làm nó nôn tiền ra. Cách gì? Thì em phải tin anh đã. Anh cứ liệu thần hồn đấy, lần này mà không được nhá, đừng có về nhìn mặt em nữa, biết chưa? Em biết rồi. Cô không mau nghĩ cách gì đi, còn ngồi thẫn thờ ra đấy. Tôi thì biết nghĩ cái cách gì được. Không mau nghĩ nhanh lên, mẹ tôi mang sính lễ đến hỏi cưới cô đấy. Thì cũng tại anh đấy, tự dùng bia với chả bỏ làm gì, vì thành ra bây giờ như này. Tôi nghĩ ra cách rồi. Cách gì? Anh bị điên à? Tôi làm sao mà có thể hùa cùng anh làm cho mèo đấy được? Có khác gì là lừa đảo đâu. Cô nghĩ ra cách gì thì nghĩ nhanh lên đi, chứ mẹ tôi sắp cạo đầu bôi vôi tôi rồi đấy. Tôi không thể nào mà cùng với cả anh làm ra mấy cái trò đấy được đâu. Thôi, bây giờ cô cố gắng nghĩ cách giúp tôi đối phó với mẹ. Còn tôi ấy, tôi sẽ giúp cô lấy lại số tiền từ tên kia. Vậy thì làm như lời anh nói đi. Ê, cô bạn đi đâu vui thế? Cậu mau trả tôi tiền đi nhanh lên. Tiền nào nhỉ? Tôi cầm tiền nào của cô đâu. Này, tại sao cậu lại có thể quá đáng như thế được chứ? Cậu biết là số tiền đấy tôi phải mất bao nhiêu lâu tôi mới có thể tích góp được không? Với cả tôi kiếm tiền đâu phải dễ dàng gì đâu. Cậu mau trả lại đây. Này, cái số tiền đấy là cô đưa tôi để làm ăn mà. Bây giờ thua lỗ, cô lại bảo đòi lại là như nào ấy? Cậu, có bao nhiêu tiền ấy, đưa hết ra đây. Cậu bị điên à, tôi làm gì có tiền, bỏ tôi ra. Hôm nay mà không đưa tiền ấy, thì đừng hòng lết xác ra khỏi đây, nghe nó chưa? Đấy. Này anh kia, anh có bù cô ấy ra không? Mẹ kiếp cái thằng này, mày làm hỏng hết cả việc của tao. Cô có sao không? Tôi không sao, may mà anh tới kịp, nếu không ấy, tôi không biết là hắn ta sẽ làm gì tôi nữa. Đừng sợ, có tôi ở đây rồi.
Cậu điều tra được cái chuyện mà hôm trước tôi nhờ cậu chưa? Tôi đã điều tra rồi, tuy nhiên vẫn chưa có thông tin chính xác. Nhất định chuyện lần này phải xác thực thật kỹ. Tôi biết rồi, nếu mà không còn gì nữa thì tôi xin phép. À, khoan đã. Cậu sắp xếp chúng tôi cho cô Tường sang một vị trí trong công ty nhé. Bây giờ lại còn sắp xếp cả công việc cho vợ sắp cưới cơ à? Chỉ là để che mắt mẹ tôi thôi. Cậu biết thừa mẹ tôi giục tôi lấy vợ từ lâu rồi mà. Tự nhiên đăng vợ hờ thành vợ thật thì sao nhỉ? Không chuyện đấy đâu. Thôi, cậu đừng làm nhảm nữa, ra ngoài làm việc đi. Tường San này, hôm nay cũng muộn rồi, ăn cơm xong con ở lại đây với bác luôn nhá. Ông nhớ mẹ. Như vậy làm sao được, để con đưa cô ấy về. Im mồm đi, con thấy biết cái gì mà nói. Tường San nhá, ở lại đây với bác, con mà không ở lại là bác sẽ buồn lắm đấy. Dạ vâng ạ. Anh đi con, con cảm ơn. Ê, này, anh định ngủ ở dưới đấy thật đấy à? Tôi không ngủ dưới đất thì tôi ngủ ở đâu? Hay là cô thích tôi ngủ với cô để tôi lên trên giường? Thôi thôi thôi, anh nằm im ở dưới đấy đi cho tôi. Tôi chỉ hỏi thế thôi. Hai đứa ngủ chưa? Mẹ vào được không? Mẹ, hai đứa ở nhà nhá. Mẹ có việc đi ra ngoài một chút. À, vâng, mẹ đi đâu mẹ cứ đi tự nhiên đi, không phải lo bọn con đâu. Có chuyện gì thế hả mẹ? Mẹ chỉ muốn nói là chúc hai đứa ngủ ngon. Thôi, mẹ đi đã. Tôi đã điều tra được việc cậu nhờ rồi. Sao rồi? Đầu đuôi câu chuyện thế nào? Đúng là trong công ty có một nhóm chuyên thu mua cổ phần, nhưng mà không lớn. Nhưng trong đó có cô Linh, trưởng phòng kinh doanh, cầm đầu đường dây thu tiền. Cô này tôi thấy cũng mua được kha khá cổ phần công ty chúng ta rồi đấy. Tại sao lại có thể để một sự việc này ở trong công ty của tôi cơ chứ? Tôi cũng nghe loáng thoáng, nhưng mà tôi nghĩ mọi người chỉ muốn mua để kiếm thêm thu nhập. Dù gì công ty mình cũng đang trên đà phát triển mà. Cậu mau đi ngăn chặn chuyện này lại cho tôi đi. Và còn nữa, phải tìm hiểu xem người đàn ông đó có mối quan hệ gì với công ty chúng ta. Dạ vâng. San này, tôi có tin tốt muốn báo cho cô đây. Có phải là anh đã giúp tôi lấy lại được tiền rồi đúng không? Không phải, mà là tôi mới chỉ tìm ra được một chút manh mối nữa thôi. Nhưng cô yên tâm đi, sớm muộn gì tôi sẽ lấy lại tiền cho cô. Có vẻ như là cô mong ngóng lấy lại tiền quá nhỉ? Tất nhiên rồi, đấy là toàn bộ số tài sản của tôi đấy, anh có biết không hả? Nhưng mà nếu như tôi giúp cô lấy lại tiền rồi, thì cô có giúp tôi đối phó mẹ tôi nữa không đây? Cái đấy thì còn phải xem xét vào thái độ của anh đã. Tôi đã điều tra được tên Dương này là một tên cha nam chính hiệu, chuyên dụ dỗ con gái nhà lành rồi lừa tiền. Tường San là một trong những nạn nhân của hắn ta đúng không? Đúng vậy. Còn gì nữa không? Quan trọng nhất, hắn là người yêu cô Linh, đang làm việc tại công ty chúng ta. Vậy hắn ta và cô Linh chung một đường dây à? Đúng vậy ạ. Cậu làm tốt lắm. Có được những thông tin này, chúng ta nắm chắc phần thắng rồi. Anh định làm gì họ ạ? Còn làm gì nữa, tôi sẽ bắt tất cả bọn họ phải trả giá. Dám lấy uy tín công ty này ra để làm những cái điều dơ bẩn này, đúng không ra thể thống gì mà. Anh bị điên đấy à? Sao lại tìm đến tận đây? Thì anh gọi em không được, anh mới tìm đến đây chứ. Tôi đã bảo anh thế nào rồi, khi nào có tiền thì hãng đến đây cơ mà. Em đừng có trở mặt như thế chứ. Anh đã giúp em bao nhiêu là chuyện rồi, bây giờ em lại nói những lời như thế với anh à? Anh bé bé cái mồm thôi, mới bị người ta tóm cổ à? Phía bạn anh như thế nào rồi? Đã lấy được đồng nào chưa? Thì đấy, con bé chuẩn bị nôn ra tiền rồi, thì thằng nhãi kia nó đến hỏng hết cả việc. Anh đi về đi, khi nào tôi gọi thì gặp sau. Nhanh lên. Khoan đã, hai người đứng lại đấy cho tôi. À, thằng chó này, lúc nào mày cũng xuất hiện nhá. Mày phá hỏng chuyện tốt của tao hết lần này lần khác. Bây giờ mày thò mặt ra đây là mày tới số rồi.
Anh ăn nói hàm hồ gì đấy? Anh có biết đây là ai không? Dạ, em chào chủ tịch ạ. Cái gì? Nó là chủ tịch á? Đây là anh Long, chủ tịch công ty tôi đấy. Thôi, hai người thôi ngay vở kịch bẩn trước mặt tôi đi. Tội của các người ấy, tôi thu thập đủ bằng chứng. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các người rồi đấy. Chủ tịch, anh nói gì vậy ạ? Em không hiểu. Cô Linh đây là cán bộ quan chức cấp cao của công ty, vậy mà dám lợi dụng chức vụ của mình để gom tiền mua cổ phần công ty. Cái tội này của cô ấy, tôi cho cô bóc lịch cho nó dài đấy. Anh Long, em xin anh mà, anh cho em một cơ hội được không? Anh được kiện em được không ạ? Còn cậu nữa, không mau chóng trả lại cho Tường San số tiền 500 triệu đấy thì cũng xác định của tôi đi. Dạ vâng ạ, vâng ạ. Em sẽ trả lại tiền cho cô ấy mà. Em chỉ mong là anh tha cho em thôi ạ. Hoàng, mau đưa hai con người này đi, giải quyết vấn đề này càng nhanh càng tốt. Vâng, thưa chủ tịch. Anh Long này, em cảm ơn anh vì anh đã giúp đỡ em nhá. Nếu mà không nhờ có anh thì số tiền đấy chắc là em đã bị mất trắng thật rồi. Chuyện lần này còn ảnh hưởng đến cả công ty của anh nữa cơ. Thế cho nên em không cần phải cảm ơn anh đâu. Chuyện đấy thì chúng ta đã giải quyết xong rồi. Thế còn bây giờ chuyện giữa anh và em mình tính như nào đây? Mặc dù là chúng ta chỉ đang đóng kịch thôi, nhưng anh muốn chúng ta biến vở kịch đó thành thật được không? Anh làm sao đấy? Vợ chúng ta làm sao mà có thể? Em cũng thích anh mà, phải không? Anh yêu em từ sao? Cái gì thế này? Đồ biến thái! Tôi từng này tuổi rồi mà vẫn là trò đùa của cậu à? Bác ơi, cháu xin lỗi. Thực sự là cháu không biết cái này ở đâu ra đâu ạ. Cậu đã không biết à? Không phải của cậu thì của tôi chứ. Ý em không phải là như vậy, nhưng em không hiểu tại sao cái món đồ này lại có ở trong túi của em được. Đúng là cái loại rẻ rách. Nếu mà nghèo quá, không có tiền mua quà thì đừng có bày đặt quà cáp. Cậu mang cái này đến tặng hay định biến nhà tôi thành chó hề à? Chị Châu, chị đừng có mà quy chụp người khác như thế. Anh Long sẽ không tặng mọi món quà như thế này. Đây chắc chắn là có hiểu nhầm rồi. Mẹ nhìn kìa, Tường San vì một thằng con trai biến thái mà lớn tiếng với mẹ, lớn tiếng với chị gái. Chị đừng có mà đổ thêm dầu vào lửa nữa. Con thôi đi, con nói ra những từ đấy mà không thấy ngượng à? Nhưng mà ở trong chuyện này chắc chắn là có ẩn ý gì mẹ ạ. Châu nó nói đúng đấy, con vì người ngoài mà lớn tiếng với mẹ với chị như thế à? Nhưng mà con chắc chắn với mẹ anh Long sẽ không bao giờ làm những chuyện như thế này ạ. Thôi đi, chuyện không có gì to tát, em đừng làm như vậy để mẹ kích động lên sẽ hại cho mẹ lắm. Nhưng mà chuyện lần này là do anh bị oan mà. Được, nếu con đã bênh vực nó như thế thì đi đi, đi với nó luôn đi. Mẹ đuổi con sao ạ? Đi đi, dẫn cái thằng biến thái này đi ra khỏi nhà tôi, cút ngay. Mẹ ơi, mẹ sao thế mẹ ơi? Mẹ tỉnh lại đi mẹ ơi. Alo ạ? Dạ vâng, cho tôi một xe cứu thương đến số 6, đường 2.33 Buda ạ. Em, anh nghĩ em nên quay về xin lỗi mẹ đi. Không, em tin là ở trong chuyện này anh không hề sai. Nhưng mà bản thân anh thấy áy náy lắm. Với lại anh không muốn em phải lựa chọn giữa anh và mẹ đâu. Anh Long, em yêu anh, em tin anh. Và em cũng sẽ bảo vệ anh cho dù có bất cứ một chuyện gì xảy ra. Em nghe máy đi, biết đâu có chuyện gì quan trọng thì sao? Mẹ ngất rồi, đang trên đường vào viện cấp cứu. Sao thế, có chuyện gì à? Mẹ của em bị vào bệnh viện rồi. Thôi chết, để đưa em vào bệnh viện. Không được đâu, bây giờ mẹ của em đang bị bệnh. Mà nhìn thấy anh nữa, bà sẽ càng mất bình tĩnh hơn đấy. Em sẽ vào đấy giải quyết mọi chuyện, có gì em sẽ báo với anh sau nhá. San, mẹ, mẹ tỉnh rồi ạ. Để con. Mẹ thấy trong người thế nào ạ? Mẹ chỉ hơi choáng một chút thôi. Tất cả là tại con Tường San ấy, tự dưng dắt cái thằng đầu đường xó chợ kia về để cho mẹ thành ra thế này. Châu à, con với Tường San là người thân, là mạng sống của mẹ.
mẹ không có ai là người thân cả. Chỉ có hai đứa thôi. Nhưng mẹ chưa bao giờ phân biệt các con là con nuôi của mẹ. Chúng con cũng luôn coi mẹ là mẹ ruột. Điều chúng con muốn là mẹ phải luôn thật khỏe mạnh. Mẹ luôn hy vọng các con luôn yêu thương và đùm bọc lẫn nhau, chứ không phải là tính kế hại nhau như thế này. Mẹ nói thế là sao ạ? Lần này mày có 10 cái miệng cũng không thanh minh nổi đâu. Mẹ thật sự rất thất vọng về con. Mẹ, tại sao mẹ biết là con làm việc đấy mà mẹ vẫn đuổi cậu ta đi ạ? Mẹ biết nhưng vẫn hùa theo con là bởi vì mẹ muốn chia rẽ Tường San và Long. Tường San nhà mình là một người ưu tú như vậy, nhất định phải lấy được một người chồng xứng đáng. Còn Long, cậu ta chỉ là một kẻ tầm thường. Mẹ sợ sau này con bé sẽ khổ. Mẹ, con xin lỗi. Từ lần sau con sẽ không hành động như thế nữa. Con biết mẹ đang thiên vị Tường San hơn con. Mẹ nhắm sẵn Tường San làm người thừa kế. Mẹ luôn coi con là người ngoài. Mẹ, mẹ, mẹ không sao chứ? Con xin lỗi. Con xin lỗi mẹ. Nếu không chia tay với thằng Long thì đừng gọi mẹ nữa. Con đi đi. Mẹ, bây giờ không phải lúc để nói chuyện này đâu mẹ ơi. Tường San, em còn muốn mẹ bị sốc thêm lần nữa đây à? Thôi được rồi, con đồng ý. Con sẽ đồng ý chia tay với cả anh Long. Nhưng mà mẹ đừng có như thế này nữa, con sợ lắm. Mẹ chỉ muốn tìm được một người chồng tốt cho con gái của mẹ thôi. Có như vậy mẹ mới yên tâm được. Con biết rồi, từ bây giờ con sẽ nghe hết theo lời mẹ. Chắc chắn Tường San quay trở về để chiếm hết tài sản. Hơn nữa, công ty mẹ sẽ giao cho nó quản lý. Đến lúc đó, mình sẽ trắng tay. Không được, mình không thể để Tường San lộng hành như thế được. Chị Châu, bây giờ chị về nhà lấy một ít đồ cho mẹ. Còn em ở đây chăm sóc mẹ nha. Ừ, thế chị về đây. Có gì em gọi bác sĩ nhá. Có chuyện gì mà em lo lắng thế? Rõ ràng hôm trước nhá, mẹ đuổi con Tường San đi rồi. Thế mà chả hiểu sao hôm nay lại còn gọi nó quay lại nữa. Sao? Em sợ khi mà Tường San về, mẹ trao cho Tường San công ty để quản lý à? Đương nhiên, cả cái cơ ngơi bạc tỷ như thế, để mẹ thiên vị cho nó làm sao em chịu được. Thôi, giãn lấy cơ mặt ra. Chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết thôi. Anh có cách gì ạ? Tất cả ở trong đây này. Đúng là diệu kế. Người yêu của em đúng là thông minh nhất. Tại sao? Tại sao em lại đối xử với tôi như vậy chứ? Chúng ta dừng lại đi. Tường San, em đang nói cái gì vậy? Anh nhìn lại bản thân của mình xem. Anh là một nhân viên quèn, sau này anh nuôi được tôi không? Kìa em, sao tự nhiên em lại thay đổi như vậy? Mẹ của tôi nói đúng mà. Cả đời này anh sẽ không bao giờ có ý chí hay là có thể làm giàu được đâu. Tôi mà vấp vào anh thì sau này cuộc đời của tôi nó cũng chỉ là bể khổ thôi. Kìa San, anh biết hiện tại em đã áp lực từ phía mẹ. Nhưng mà anh sẽ cố gắng. Anh sẽ cố gắng để cho em một cuộc sống tốt hơn. Em hãy tin anh đi. Bằng chứng đâu? Bây giờ tôi cần hành động, tôi cần phải nhìn thực tế, chứ không phải mấy cái lời nói suông của anh hiểu chưa? Người như anh ấy không được khá hơn được đâu. Thực ra em hãy cho anh thêm thời gian đi mà. Thôi, anh đừng có ăn năn nỉ ỉ ối như thế nữa, trông hèn lắm. Kìa, Thực San. Thank you.
Tử San đây à? Sao em lại đỡ đối xử với anh như vậy? Anh rất nhớ em đây. Anh Long, tất cả là lỗi của em. Tại em mà em mới phải như vậy. Anh đừng buồn nữa. Hôm nay em sẽ cùng anh uống để quên đi nỗi sầu này. Cũng đi với em nào. Nhìn giao diện đẹp trai thế này, kể cũng tiếc. Em thích cậu ta hơn anh à? Cậu ta sao so với anh được? Thôi, em gọi điện cho Tường San đi. Alo, Tường San à? Cậu Long khổ quá, đang đòi tự tử. Em xem làm cách nào để cậu ta từ bỏ ý định đi nhá. Em thử đến nhà cậu ta xem thế nào. Chứ chị cũng chỉ nghe người ta nói như vậy thôi. Mọi chuyện xong rồi, chúng ta đi thôi. Anh Long, anh Long, thật sự là em không muốn rời xa anh đâu. Chẳng qua em phải nói với mẹ là bọn mình đã chia tay rồi. Là bởi vì mẹ của em đang bị bệnh. Em hứa sau khi mà mẹ khỏe lại, em sẽ nói với mẹ bọn mình sẽ ở lại bên nhau mà, đúng không? Mẹ, mẹ bình tĩnh đã, đừng kích động quá. Mẹ, tại sao mẹ lại ở đây ạ? Mẹ không đến đây thì làm sao biết được suy nghĩ của chị. Bấy lâu nay chị coi mẹ là trò đùa. Chị nhẫn tâm với mẹ như vậy sao? Dạ, không phải đâu mẹ ạ. Mẹ cứ bình tĩnh đã. Thật sự ở trong chuyện này con rất là khó xử. Chị đã chọn cậu ta rồi thì còn gì là khó xử nữa. Dạ, không phải đâu. Con cần mẹ. Nhưng mà con cũng cần anh Long. Mẹ thật sự rất thất vọng. Chị, sao chị lại đưa mẹ đến đây? Lúc chị gọi điện cho mẹ thì mẹ nghe thấy, cho nên là mẹ cũng bảo đến luôn để xem cậu Long sống chết thế nào. Châu cũng chỉ là làm theo ý của mẹ thôi. Thôi, để bây giờ con đưa mẹ về. Không cần đâu. Chị cứ ở lại đây chăm sóc cho cậu ta đi. Mẹ sống hay chết không cần chị phải quan tâm nữa. Thôi, để con đưa mẹ về. Tiện đây tôi cũng nói luôn. Có chuyện gì để nói sau đi mẹ. Bây giờ sức khỏe mẹ đang không ổn định. Không, lúc này là lúc cần thiết nhất. Mẹ thấy con vì cậu ta mà đã không màng đến tiền đồ. Vì vậy, mẹ sẽ hủy quyền thừa kế của con, giao lại công ty cho chị con quản lý. Thôi, mẹ ơi, như thế không được đâu. Tường San là người mẹ tin tưởng. Với cả Tường San cũng đang điều hành công ty rất tốt mà. Dù có tốt đến mấy, bây giờ cũng trở thành vô dụng rồi. Ý của mẹ đã quyết, con cứ như vậy mà làm theo đi. Đáng ra cái ghế giám đốc này phải thuộc về mình từ lâu rồi mới phải. Em đến đây làm gì? Bị đuổi như vậy em không cam tâm à? Em muốn hỏi là chị sống hai mặt như thế có quá vất vả không? Vất vả chứ. Vất vả nhất là không thể tìm được cho em một chỗ trống trong công ty. Dù sao thì hôm nay em đến đây cũng chỉ là để lấy đồ thôi. Khỏi đi. Đồ của em chị cho người dọn trong kho rồi. Em xuống đấy tìm, cái gì dùng được thì mang về. À mà còn điều này nữa, nếu em sống bên ngoài mà vất vả quá, có thể nói với chị.
chị sẽ nói khéo với mẹ để em được về nhà. Cảm ơn chị đã quan tâm, sau này không phiền chị. Chiếc ghế này rất phù hợp với em. Cũng nhờ công lao của anh cả. Alo, ai vậy? Mẹ cô bị tai nạn, tình trạng rất nặng. Cô đến ngay để làm thủ tục mổ cho bà ấy nhé. Dạ vâng, tôi đến ngay ạ. Mẹ bị tai nạn, đang phải cấp cứu. Bây giờ em phải vào trong viện ngay. Anh thay em gặp khách hàng nhé. Hay là chúng ta hoãn cuộc họp này cũng được. Không được đâu, khách hàng này quan trọng lắm. Em sẽ bảo thư ký của em đi cùng với anh. Có gì thông tin lại cho em nhé. Đói, đói quá. Ồn ào quá đi mất. Chị ơi, tôi đói, tôi muốn ăn. Tôi vừa cho bà ăn xong còn gì, bà lại đòi ăn tiếp rồi. Nhưng tôi lại muốn ăn cơm, cho tôi ăn cơm đi, đói. Trật tự, bà còn đòi ăn nữa, tôi đuổi bà ra ngoài đường đấy. Lúc đấy nhá, bà sẽ chết đói. Không, không ra đường đâu, ra đường sợ lắm. Biết thế thì ngoan ngoãn, trật tự, tôi còn cho ăn. Nếu không ấy, đừng có trách con này ác. Ơ, chị đã làm gì vậy? Đến đúng lúc lắm, mau đón cái bà già điên điên khùng khùng này về đi. Tao chịu hết nổi rồi. Hóa ra đây mới là bản chất thật của chị đây à? Tao là con gái, mày cũng là con gái, mày cũng phải có trách nhiệm với mẹ mày chứ. Dù sao ấy thì mẹ cũng đã để lại tài sản cả công ty cho chị. Đáng nghĩa ra chị phải báo hiếu với bà mẹ chứ. Tao chả có việc gì phải báo hiếu một bà già khùng khùng điên điên cả. Thời gian qua ấy, tao chịu đựng đủ rồi. Mẹ đúng là sai lầm khi phải đặt niềm tin vào chị đấy. Còn hơn cái loại bỏ nhà theo trai bị mẹ mình từ mặt. Đóng phim hay quá, hay quá. Mẹ có còn nhớ con không mẹ? Con là con gái của mẹ đấy mẹ. Con gái, có con gái. Mẹ đói, mẹ muốn ăn. Được rồi, mẹ đợi con một chút, con sẽ ra ngoài nấu ăn cho mẹ nhá. Tốt nhất ấy thì đón bà ấy về mà nuôi. Được thôi, chắc chắn là tôi sẽ đưa mẹ của tôi về rồi. Nghe nói chủ tịch mới của công ty SVM khá trẻ. Nếu mà lần này mình mà hợp tác được với công ty của họ, sẽ là một cơ hội lớn để vực dậy lại công ty đấy. Cậu đến đây làm gì? Mời hai mình ngồi. Cậu là chủ tịch sao? Tôi sẽ vào thẳng với vấn đề để cho đỡ mất thời gian. Về hồ sơ nghiên cứu của bên công ty Daza ấy, tôi đã xem qua rồi. Toàn bộ những phương pháp và giải trình bên đó làm hoàn toàn rất sơ sài và cũng chẳng có phương án nào khả thi cả. Cậu nói vậy tức là cậu không hợp tác với công ty tôi à? Cậu nên nhớ tôi là chị vợ của cậu đó. Nói thế này cho dễ hiểu nhé. Trong đầu tư làm ăn, nếu như có lợi thì chắc chắn tôi sẽ đầu tư. Tôi sẽ không đầu tư mạo hiểm. Hơn nữa, với tư cách của anh rồi, chắc là tôi không muốn hợp tác cùng đâu. Mày lại đưa mẹ đến ăn vạ đây à? Con định nghĩa cho mẹ hai từ ăn vạ được không? Mẹ khỏi bệnh rồi sao? Thật ra thì mẹ chưa bao giờ bị mất trí cả. Chẳng qua là mẹ muốn thử lòng chị mà thôi. Mẹ lừa cả con à? Bấy lâu nay mẹ vẫn luôn rất tin tưởng con, nhưng con lại là một đứa tham vọng. Con bất chấp tất cả để đạt được mục đích của mình. Mẹ ơi, tất cả chỉ là vì con bị áp lực quá, cho nên con mới hành xử như vậy thôi. Mẹ bỏ qua cho con mẹ nhé. Thời gian vừa rồi đã đủ để cho mẹ nhìn nhận lại vấn đề. Châu ạ, đã đến lúc con phải trả lại tất cả tài sản và công ty cho Tường Sam rồi đấy. Không thể nào, không đời nào. Con không xứng đáng để được thừa hưởng mọi thứ.
Và bắt đầu từ bây giờ trở đi, con không còn là con gái của mẹ nữa. Con đi đi. Mẹ, tại sao lúc nào mẹ cũng phân biệt đối xử với con? Con đã cố gắng rất nhiều, con đã nỗ lực rất nhiều để chứng minh bản thân của mình. Mẹ cũng thấy điều đó mà. Thôi, chị đừng có mà diễn nữa. Mẹ vẫn chưa bình phục hẳn đâu, đừng có làm mẹ kích động thêm. Tại mày, tất cả là tại mày. Mẹ lúc nào cũng thiên vị mày, mẹ phân biệt đối xử với tao. Tất cả mọi chuyện đến giờ phút này cũng là do bản thân của chị quá tham lam. Chị đã mất hết lý trí rồi đây. Anh Hoàng, em hết đường rồi. Hết đường rồi, còn đến đây làm gì? Anh nói gì lạ vậy? Em là người yêu của anh cơ mà. Thôi, yêu đương cái gì ở đây nữa. Tôi với cô chấm dứt rồi. Khốn nạn, hóa ra bấy lâu nay anh bám lấy tôi vì tôi có tiền thôi đúng không? Đúng vậy đấy, có tiền ấy có thể mua được tất cả. Thôi, cô đừng có càm ràm nữa, biến nó khỏi đây. Anh Hoàng, em xin anh đừng bỏ em mà, em xin anh. Cô đừng có mà níu kéo tôi nữa, cút đi. Mẹ ơi, hay là mình cho chị một cơ hội đi. Cứ để cho chị con nếm trải cảm giác mất tất cả. Có như vậy thì may ra mới biết đường mà quay đầu lại được. Nhưng mà con sợ là mình dồn chị vào đường cùng như thế, chị sẽ nghĩ quẩn mất. Con yên tâm, mẹ sẽ không bao giờ bỏ mặc các con đâu. Nhưng mẹ muốn cả con và Châu đều phải tự lực cánh sinh để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Sao anh lại đến đây? Mẹ đã gọi anh đến đấy. Đúng, là mẹ gọi Long đến đấy. Mẹ xin lỗi hai đứa vì đã chia rẽ cả hai đứa. Mong là các con sẽ không giận mẹ. Long này, Tường San là tài sản vô giá của bác. Bác giao nó lại cho con. Hãy hứa với bác là sẽ chăm sóc nó thật tốt, được không con? Cháu cảm ơn bác vì bác lựa chọn tin tưởng cháu. Nhất định lần này cháu sẽ không để bác thất vọng đâu. Con cảm ơn mẹ. Người con cần phải ôm là chồng tương lai của con kia kìa, chứ không phải mẹ đâu. Sau này cả ba chúng ta sẽ sống cùng nhau thật là hạnh phúc.